đang phát sinh cho bạn. Đây là đang phát sinh hướng dẫn các bạn cách vào keo mà keo không bị tràn ra ngoài nhiều. Các bạn dán qua một lớp băng, dán một lớp băng dính, băng dính giấy. Nếu mà cái dán băng dính bình thường kia thì nếu các bạn dán dính thì nó sẽ để lại keo ở trên thân cần. Hôm nay thì bạn dán đây thì có thể bạn lột ra thì không vấn đề gì. Nếu keo có tràn ra ngoài một tí thì không vấn đề gì. Bạn cứ vào thẳng trực tiếp. Đây cũng lưu ý các bạn đừng để tràn lên đến giấy nhé, chỉ tràn bằng mép giấy thôi, bằng mép keo, đừng tràn quá, tràn quá nó sẽ lại dính vào đấy. Để keo khô các bạn, bây giờ thì các bạn chưa gỡ băng dính ra ngay, keo khô các bạn gỡ băng dính ra thì nó tràn ra quá, nó trùm cả băng dính đi thì các bạn gỡ sẽ phải mất thời gian các bạn vệ sinh keo. Như này thì các bạn vừa ở trong tầm kiểm soát, đừng tràn quá mép băng dính, trong giới hạn cho phép thôi. Thì lúc bạn keo khô các bạn tháo ra thì nó không bị keo, không phải mất thời gian vệ sinh keo. Lưu ý các bạn rồi. Làm cẩn thận tỉ mỉ, mất thời gian một tí bạn làm một lần còn hơn là các bạn phải làm nhiều lần, làm cái thật cẩn thận. Tràn quá. Cẩn thận thì nó sẽ không bị lúc bạn lột ra nó dễ. Đây đang vướng máy quay là hơi vất vả một tí.
Cái này nó hơi lâu khô, nó tầm 3 đến 4 tiếng nó khô. Nên là các bạn để quay liên tục 3 đến 4 tiếng. Quay tầm khoảng 2 tiếng nếu mà cảm thấy nó sệt, rồi nó không còn chảy keo nữa thì các bạn dừng quay. Nó vẫn còn chảy thì các bạn vẫn phải quay tiếp. Thường thường là lúc bao nào các bạn bắt đầu làm chỉ, quấn chỉ, các bạn pha keo trước thì đến lúc đấy keo nó sẽ sệt sệt lại và kéo tơ, gọi là kéo tơ được đấy. Kéo tơ vào thì các bạn vào keo thì nó sẽ nhàn hơn. Là các bạn để keo này mình vừa pha cái là mình vào luôn thì keo nó vẫn còn chảy, vẫn hơi chảy, vẫn có độ chảy nhiều hơn. Để được tầm 15 phút là đẹp. Bạn vào keo thì nó không chảy. Keo nó không bị chảy. Thế vừa rồi Hải Đăng Vi Sinh đã quay video vào keo. Bát cả máy cần này cần số leader 425. Hải Đăng xin chào, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của Hải Đăng Vi Sinh.